Lê Thanh Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán giả, các cô chú, các bạn và các anh chị. Cách đây vài ngày, chắc quý vị và khán giả đã quan tâm theo dõi một cái video clip về một người em ở Bà Rịa Vũng Tàu tên là Dung đi tìm chị của mình, cụ bà mà bị một cái đối tượng chăn dắt đi xin. Một cái video clip mà cũng nhận được hơn 6 triệu người theo dõi của Lê Thanh Thiện vào 9 tháng trước. Thì nhiều video clip đó sau khi được phát lên đã nhận được cái sự quan tâm rất là đặc biệt của quý vị khán giả. Thì hôm nay nó đã xảy ra một cái tình tiết vô cùng hấp dẫn và ly kỳ. Video clip người em đi tìm chị ruột của mình, người mà bị đối tượng mặc áo vàng trong video này đã giả dạng tật nguyền, bệnh tật để mà đi xin. Và bây giờ thì thông tin mới nhất là đã tìm được cái người này. Thì câu chuyện sẽ mời quý vị cùng theo dõi nhé. Tên tôi là Phạm Thị Mỹ Dung, sinh 1960. Kính thưa quý vị, đây là người phụ nữ tên là Dung, em ruột của người đàn bà cụ bà, mà lên hiện đặt là cụ bà, tên là Phụng. Chị này đang đi tìm chị ruột của mình. Và chúng ta bắt đầu theo dõi cái câu chuyện, nghe chị Dung kể lại quá trình người chị của mình trở về nha. Cũng như là cái bữa đó tôi ở trên Sài Gòn tôi về á, tôi lên Ninh Thiện á, là tôi về thì tôi không biết chị tôi bây giờ hiện tại nằm ở đâu, là ở đâu đó. Tôi mới đi tới cái nhà cô Tiết á, tôi mới hỏi rằng á là biết con Ngân nó ở đâu hay không, biết con nhỏ nó ở đâu á thì chỉ cho tôi để tôi đi lên tới đó đó. Rồi cái bà nói vậy nè, bà không có biết, bà trả lời mới đầu bà nói bà không có biết. Bà Tiết là ai không? Tiết là cái chị hồi nãy rồi. Không, cái chi Tiết là cái chị gần hàng xóm đúng không? Gần xóm. Là chị mới nói rằng là tôi mới hỏi chứ Tiết ơi, Tiết có số điện thoại của Ngân không? Có số điện thoại của Ngân thì cho tôi xin đi. Thì Tiết nói rằng là không. Rồi tôi nói giờ không thì để ngày mai á hả, tôi quằn xuống dưới kia tôi kiếm thử coi là hỏi thăm thử cái con nhỏ này nó dắt chị tôi đi xuống phương trời nào. Đó. Ai về thì tôi mới đi về nhà thì là bả cầm cái số điện thoại của cái con đó đó, cái con mà bắt chị tôi đi đó. Là Ngân, bà Ngân. Có số điện thoại của Ngân đúng không? Bả mới cầm cái số điện thoại đó, bả mới chạy xuống là lúc đó là 7 giờ tối. Bả cầm xuống thì tôi về lúc là 5 giờ chiều. Tôi trên Sài Gòn về 5 giờ chiều. Thì 7 giờ tối á, thì tôi mang xuống đó thì tôi vừa mới về nhà tôi tắm rửa thì bả chạy xuống, bả mới nói rằng là chị Dung ơi, chị Dung có cái số điện thoại của con Ngân rồi nè, tôi mừng quá trời luôn. Đó, tôi nói vậy là có số thôi, là bà đưa cái số đó cho tôi để tôi gọi nói chuyện đó. Bắt đầu cái bà bấm, bà nói chuyện trước, bà nói chuyện trước xong bà mới đưa cái số điện thoại đó cho tôi. Cái tôi mới cầm cái điện thoại của bà, tôi mới nói chứ mày hiện tại bây giờ mày ở đâu, mày nói đi, tao đi qua bển tao chở chị tao về đó. Cái nó nói rằng nó ở bên Vũng Tàu, mới đầu nó nói nó ở bên Vũng Tàu. Vũng Tàu mày ở đường nào mày nói đi, tao mướn xe ôm đi qua chở thì chị tao về. Nó nói thôi bà đừng có lên. Để cho chừng 7-8 giờ tối gì đó tôi sẽ chở chị bà về đó. Ai về ngồi chờ đến 9 giờ tối cũng không thấy, tới 10 giờ cũng không thấy. Cái tôi mới tới bà Tiết, tôi mới hỏi là chị Tiết hồi nãy cho số điện thoại á. Chị Tiết nói chứ 1 giờ bà nó mới về đó. Đến chừng 1 giờ khuya chở về, có người đàn ông chở là chị tôi mới lại bà Ngân về. Thì cái người mà khi mà được nhận lại chị của chị á là vào cái đêm thứ mấy hả? Đêm thứ hai là đêm thứ hai là cái sáng hay hôm thứ hai là cô đã lên tới gặp anh Lê Thiện là thứ hai luôn đúng không? Không, sáng đi lên sáng đi lên bữa thứ hai luôn có. sáng thứ hai đi lên thì tối thứ hai mới thấy được chị mình đó. Là khuya hả cô hả? Khuya, 1 giờ khuya một giờ khuya thứ hai mới thấy. Dạ, là ý là đưa về trong đó trong tình trạng là bà như thế nào hả? Yếu lắm. Yếu, dễ sợ yếu luôn. Rồi á, tôi mới chửi nó, tôi nói chứ trời ơi, tại sao mày dắt chị tao đi đâu 2-3 năm trời nay về, tới bây giờ tại sao mày không có liên lạc gì tới gia đình tao, mày cũng không có nói gì tới ở xóm mới điền là mày dắt chị tao về, giờ mày dắt chị tao đi. Tình cờ tao về thì tao nhờ người ta mới nói rằng Dung ơi, bà chị mày bị người ta bắt cóc, biết không? Là để tao mở li bút cho mày coi đó, thì nó mới mở ra cho mình coi, mình mới biết. Rồi cứ đến chừng cái mình nói chứ thôi giờ mày kiếm cái số điện thoại trong cái li bút này nè, mày để cho tao, để tao đi kiếm chị tao chứ giờ tao cũng đâu biết chị tao ở đâu đó.
rồi cái con nhỏ đó nó mới cho cái số điện thoại mới gọi lên tới đó đó. Dạ, thì trước đây trước tiên thì con xuống đây thì con cũng đã nghe cái một cái thông tin gọi là bao ngày tháng qua là chị cũng có nhận tiền của từ chị Ngân đúng không ạ? Không, tôi không có nhận tiền của ai hết trơn á. Đó là có người dân chia sẻ như vậy. Như y chang như vậy thì chị có xác nhận là không có hay là sao chị? Không có, tôi không có nhận tiền của ai hết. Rồi hiện tại là bây giờ cụ đang ở đâu ha chị? Ở nhà, ở dưới nhà của con nhỏ em nè. Dạ, thì cho em hỏi cái vụ việc như thế này nha. Thì vì khi mà tối thứ hai là 1 giờ khuya là cụ đã về nhà rồi, về tới tận tay chị nhận đúng không ạ? Dạ, vì tại sao chị có một cái sự mà không có thông báo tới, thứ nhất là chính quyền địa phương, thứ hai là kênh YouTube anh Lê Lương Thiện để anh Lê Lương Thiện đỡ lo lắng hơn ạ? Tại vì nó ngay ra tôi cũng không biết mấy phần không có số điện thoại đó, không có xài điện thoại đó. Sáng tính nói để sáng nay á là coi như là con Phụng á, là mỗi lần nó liên lạc cái số điện thoại đó, rồi đợi con Phụng nó về rồi mình mượn cái số điện thoại đó rồi mình gọi lên cho biết đúng không, mà không ngờ á là mình cứ lo chị mình bệnh nào sợ bả này kia nọ đó, rồi cứ đâm ra quên đi có sao nó vậy. Rồi sáng con Phụng nè nó mới chạy xuống nó mới nói chứ Dung Dung tại sao mày không gọi lên mà báo cho người ta biết đi, thì mới gọi lên đó. Dạ, thì tới ngày hôm nay thì tối khuya thứ hai về, tới ngày thứ ba quyên cả ngày thứ ba, tới buổi chiều hôm nay ngày thứ tư rồi ha, thì rất là nhiều tất cả các anh em đang đi tìm cũng như đã tìm cái người chị của chị đó, thì rất là chị không báo làm cho anh em rất là xôn xao. Đúng cũng rồi. Như là ngày cả ngày lẫn đêm đi tìm về cái, cho người chị cho chị đó, anh tất cả anh em rất là thương thương cụ, mà cụ đã lớn tuổi rồi nhưng mà cứ ảm dắt cụ đi xin tiền như vậy, cứ nằm đó, thấy hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ, mà sao chị không có báo sớm cho rồi anh em thì đó tôi đã nói nãy giờ mấy chú rồi, thông cảm cho tôi cũng lớn tuổi rồi cũng hay quên rồi, mấy hai nữa là cũng không có rành cái vụ này. Đó, biết được mấy anh đi kiếm hay là mấy em mấy chú đi kiếm như vậy thì tôi đâu có để mấy anh lên trách móc tôi đâu. Ở đây thì em không có trách móc, em chỉ hỏi thôi ha. Em xin đính chính lại là em đại diện kênh YouTube anh Lê Hương Thiện về để thứ nhất là tìm hiểu coi cái hoàn cảnh của chị mới ra, cũng như là nghe chị chia sẻ thì rất là khó khăn, rất là cần cái sự chung tay giúp đỡ của mọi người. Cho nên là tụi em mới đích thân về đây, chứ không phải là tụi em về để trách gì cả ha. Thôi bây giờ tụi em cũng trò chuyện rồi, thì hiện tại thì em cũng muốn gặp lại cụ, coi cái tình hình cụ như thế nào á. Dạ, thì hiện tại thì cụ đang ở nhà chị hả? Dạ, thôi tới đây thì em cũng xin phép chị có thể nào giúp em về thăm cụ ha. Dạ, thôi em xin kính mời chị giúp em đi. Dạ. Dạ, con chào cụ nha. Cụ có nói luôn gì hả? Được, hai người ta hỏi hai nè. Dạ, con chào cụ. Dạ, cụ có khỏe không? Khỏe hả? Trời, thấy cụ ổ mắt cụ có mở được không? Mở được hả? Cụ có thấy con không? Thấy. Thấy hả? Dạ, con mừng quá. Thấy không có đi. Dạ, đây, cụ đã được về rồi nha, có cô chú anh chị. Đây là hình ảnh cụ khi bao nhiêu tháng. Ủa, cái đây là mình về cỡ hai ngày rưỡi đúng không cô? Hai ngày rưỡi rồi. Hai ngày rưỡi. Rồi có cho ăn uống gì cho cô không? Có cho ăn. Hồi sáng gì có ăn gì cho cô? Ăn cháo, ăn bún đồ được kia nọ, ăn bánh canh được, có mua gì là ăn đó à? Dạ. Cũng dễ ăn lắm, cũng không có gì khó ăn. Dạ. Dạ. Thấy cụ yếu vậy rồi cụ có đi đứng được không cô hả? Đi mà đi không nổi. Đi không nổi hả? Ừ. Đi sợ té không mà. Dạ. Mà phải nhiều. Dạ. Ý là mình về hồi tối hôm qua là ai đưa về hả cô? Cô đưa về. Cô không có ai đưa cụ về á? Ngân đưa về. Là cái người mà ôm cụ đó hả? Người ôm cụ đưa cụ về. Đi với một người đàn ông đưa về. Vậy là đi với một người đàn ông nữa thành là ba người hả? Ba người. Dạ, ý là chở về là tới ba người là cụ ngồi ở giữa hay sao hả? Cụ ngồi chính giữa. Rồi khi mà nhận lại được cụ á thì mình có nhận ra là chị của mình không? Nhận ra được. Là khi mà xuống thì cụ có thấy chị có biểu hiện gì không? Thấy đâu. Mình chỉ thấy cụ thôi chứ cụ đâu thấy mình đâu. Mắt mờ rồi không có thấy đường, tại đi không có được nên. Mắt vậy là mờ rồi, không có thấy đường rồi. Mắt như vậy là không bao giờ thấy đường, nó hồi lúc trước đó em thấy tấm hình không? Nó đâu có vậy đâu.
Đi về vậy rồi biết giờ biết sao thì nói giờ. Dạ. Chị khi mà chị lên trên kênh anh Lê Hương Thiện á thì đã chia sẻ như vậy á thì trong đêm đó là được chị đã về đây luôn hả? À, về đây luôn. À, 1 giờ đêm hay sao? 1 giờ đêm chở cụ về lúc 1 giờ đêm. Dạ. Còn mình ở trên Sài Gòn về dưới đây là 5 giờ chiều. À, cái lúc mà gặp anh Lê Hương Thiện về tới đây là 5 giờ chiều. 5 giờ chiều. Là chờ tới đó đúng 1 giờ đêm là người ta tự động tới hay sao? Tự động tới à. Tự động đem chở về. À, tự động đem về luôn. À. Rồi khi đó mà khi về đó rồi người chị Ngân đó có nói gì về bà cụ không? Có nói gì về cụ như thế nào không? Và có bàn giao lại không? Không có nói gì hết. Dạ. Rồi về, trở về dưới ngồi uống nước. Ngồi uống nước nó bắt đầu cái nó nói rằng thôi bây giờ như là nó biết cái lỗi nó vậy rồi thì thôi giờ bỏ qua cho nó này kia nọ đi. Đó. Bây giờ là nó đưa cho tôi tiền với lại kêu bà chờ về khám bệnh cho bà thôi. Ủa đưa tiền luôn hả? Không, đưa vàng đó. À, vàng là bao nhiêu? Hai chỉ vàng. À. Rồi là mình với cái người phụ nữ mà ảm cụ đi á, ôm cụ đi á thì mình có cái mối quan hệ gì không hả? Không có quan hệ gì hết. À, không quan hệ gì hết. Không. Trước đó thì nói chung là tôi mướn cái nhà ở đây thì nó cũng mướn cái nhà đó nó ở cũng biết này kia nọ đó. Rồi sau cái tôi bị bắt rồi là ở nhà dụ chị tôi đi luôn. Dạ. Đấy là dụ đi hay là sao? Dụ đi luôn, kêu chị tôi đi. Đó tôi ở nhà tôi nói vậy nè, tôi nói chứ thôi hai tụi mấy đứa cháu rể rồi đó. Mày dắt á, một bây giờ mày dắt bả đi về Phụng ở đi, là nhỏ bạn á, về ở. Cái đây là cụ đây tên Phụng không ạ? Phụng. Còn bạn gái của bạn của chị cũng là Phụng luôn. Từ tên Phụng luôn. Đó. Trùng hợp quá. Phụng nhỏ Phụng lớn. Dạ. Rồi cái nó mới nói rằng á chứ để nó đi, rồi từ từ nó tính là thằng cháu rể á. Đó, ai về nó dắt vợ nó về ngoài Ninh Hòa luôn. Rồi thì mình ở trong đó mình đâu có biết rằng ở ngoài đây là cụ đi mấy ai. Dạ. Đó, trước khi mà cho con hỏi cái trước khi mà cô vào tù á thì á cụ đây còn sức khỏe và có trí tuệ, có minh mẫn không? Minh mẫn hết. Đó thì tấm hình đó. Đó, nhìn tấm hình là biết rồi. Cái người kế bên đây. Lúc mà bắt đầu đi là cụ ở đâu ạ? Cụ ở Bà Rịa. Em đi đâu có bán ở Bà Rịa Vũng Tàu. Là ở gần đây luôn hả chị không? Ở đây. Dạ. Thì ở đây nè. À, cái gần sát đây hay là cái ngôi nhà chính ngôi nhà này luôn hả? Không, nhà này là chỉ người ta mới mướn, người ta cho thấy nhỏ bạn nó thấy bà chị mình vậy đó, rồi nó nói thôi vô nằm đỡ đây đi. Rồi nay mai đi kiếm nhà mướn ở. Dạ. Cũng chưa chắc là mình ở đây, tại vì nhà đây ta có vợ có chồng có con có cái là đông. Dạ. Có bà đây nằm hơi làm phiền. Nay mai đang kiếm nhà mà chưa có nhà. À, cái hoàn cảnh của chị thì hiện tại là mới ra đâu có con ăn việc làm, cũng chưa. Không có là cái gì hết đúng không? Không có gì hết. Dạ. Thì liệu rằng thời gian sắp tới thì chị có mơ ước gì không, hay là có cái suy nghĩ là để có lo cho cụ được không ạ? Thì mình thì lo cho cụ được. Dạ. Buôn bán đồ kệ nó ráng, bây giờ còn có hơn mình bả thôi, giờ mình ráng lo cho bả chứ giờ biết sao giờ. Để kiếm số vốn này kia nọ để làm ăn buôn bán để nuôi chị mình. Dạ, hiện tại thì chị đã có cái vốn gì để cho mình tương lai sắp tới chưa? Chưa có gì hết. Dạ, tại vì sao nó đưa hai chỉ vàng đó thì trong hai chỉ vàng đó để lau cho cụ nên chưa có dám mà nhúc nhích gì hết. Dạ. Hiện tại cụ sức khỏe cụ như thế nào ạ? Cụ yếu lắm. Dạ. À. Dạ. Thì sao mình không có đưa cụ đi bệnh viện hay chị gái? Thì để ấy rồi xong rồi là lo lắng xong rồi chỗ ăn chỗ ở xong rồi đưa cụ đi khám. Dạ, hiện tại thì cụ có được những viên thuốc nào uống vô cho đó chưa? Có. Dạ. Ừ. Thì vậy thôi thì hôm qua dắt cụ đi vô nước biển. Dạ. Vô nước biển rồi mới lại có thuốc bổ không, hiện giờ được. Nó hộp thuốc bổ đang để trên đó. Thuốc bổ hả? Cái chai bự hả? Chai bự đó. Thì qua đây thì con cũng tìm hiểu thì con cũng đã thấy cái hoàn cảnh như thế này. Con cũng rất là đáng thương. Thì hôm nay con ở gần địa phương cho nên là con thay mặt kênh YouTube anh Lê Thông Thiện xuống để tìm hiểu và chia sẻ lên cho các cô chú anh chị được biết á, thì có ai có lòng hảo tâm và có tấm lòng vàng để gian rộng vòng tay để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của cô cũng như là nuôi cụ già này. Cụ già thì rất là đáng thương. Thì tới đây thì cô chú anh chị đã thấy cái hoàn cảnh này rồi đúng không ạ? Thì đây là người cụ Phụng đã đi ở ngoài đường, một người phụ nữ tên là Ngân đã dẫn dắt cụ 2 năm rưỡi rồi. Hôm nay tới ngày hôm nay thì em gái của cụ được ra tù và đã tìm tới kênh anh Lê Thiện
đã được tới sự chia sẻ cái video của anh Lê Văn Thiện lan tỏa khắp mọi nơi, để hôm nay thì người ta đã nghe được người chính người trong câu chuyện, người đã dẫn cụ đi chính là chị Ngân, đã tự động đưa cụ về tới đây. Thì cô chú đã thấy cái hình ảnh thì cũng rất là đáng thương. Dạ, cụ có gì muốn nói không? Dạ, cụ rất là mệt nha cô chú. Thì tới đây thì Phi thấy rất là nhói lòng khi mà thấy cảnh này. Mình chỉ biết đứng lặng và muốn cảm giác là muốn rơi những giọt nước mắt. Đó là như nhìn cô là người già thì đâu đến nỗi vậy đâu. Cái tuổi già thì rất là muốn nằm một nơi gọi là vui nghỉ, vui chơi, cho nhìn thấy những con cháu mình. Nhưng mà không may cho cụ thì đã xảy ra cái cớ sự và cái sự việc như thế này, rất là đáng thương. Thì tới đây thì Phi cũng đã thăm cụ cũng như đã tìm hiểu rồi. Và đây là cái tấm hình mà cụ bà được, đây là người em gái ruột của cụ chia sẻ, là cái tấm hình đây là trước khi cụ bị dẫn đi xin tiền. Cái đây là cái hình ảnh, cái hình hài của cụ trước khi và sau khi mà so lại những năm tháng mà cụ ở ngoài đường á, trời nắng trời mưa và trời nắng gió, có lẽ là đối xử, Phi không biết ở đây là có đối xử tốt hay không, nhưng mà nhìn lại cái bao năm tháng trôi qua thì da cụ nè, đó cô chú đã thấy rất là nhăn nheo và có những cái vết thương. Đây là cái vết thương là cái chắc rồi, không biết thương là á. Vết thương á. Trước khi đi là cái vết thương này có không hả chị? Không, không có cái gì hết, trống trơn trống lóc à. Cái đây là vết thương, đây là sẹo nè, rõ ràng là sẹo nha cô chú anh chị. Và những các nhăn nheo và cái da của cụ. Bên đây cũng vậy nè. Những năm tháng mà ngồi ở ngoài đường. Và đôi mắt của cụ thì hiện tại là thấy rất là mờ nha cô chú. Phải có khăn giấy lau hoài à. Nãy giờ thì vẫn đã thấy.